Chào các bạn, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 12 Phản ứng oxy hóa khử và ứng dụng trong cuộc sống. Mục tiêu bài này chúng ta nắm được khái niệm và xác định được số oxy hóa. Nêu được khái niệm phản ứng oxy hóa khử, ý nghĩa của phản ứng oxy hóa khử. Thứ ba là chúng ta mô tả được một số phản ứng oxy hóa khử gắn liền với cuộc sống và cân bằng được phản ứng oxy hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Chúng ta quan sát hình ảnh con lốm đốm nó phát sáng. Lốm đốm phát sáng là do một cái phản ứng oxy hóa khử giữa một cái chất gọi là luciferin tác dụng với oxy trong không khí cùng với xúc tác là enzyme và nó tạo ra là ánh sáng. Thì trong tự nhiên rất là nhiều cái phản ứng xảy ra dưới dạng là phản ứng oxy hóa khử. Vậy cái phản ứng oxy hóa khử là phản ứng như thế nào? Vai trò của nó như thế nào trong cuộc sống? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học này. Một, đầu tiên là khái niệm về số oxy hóa. Các em nhìn vào hình 12.1 là phản ứng của magie cháy trong oxy. Magie sẽ phản ứng với oxy tạo ra là MgO theo cái phương trình phản ứng sau. Đây. MgO. Thì chúng ta nhìn vào hình 12.1, các em hãy viết cái quá trình nhường và quá trình nhận electron trong cái phản ứng giữa magnesium và oxygen. Chúng ta có quá trình nhường E là quá trình của magie sẽ phóng ra 2 electron cho ra là Mg2+. Nhớ điện tích là 2+ do phóng ra 2 E. Tiếp tục oxy. Oxy sẽ là oxy sẽ nhận 2E. Oxy sẽ nhận 2E. Tạo thành O2 trừ, điện tích nó là 2 trừ 2 điện tích âm. Đây. Đây là quá trình nhường và quá trình nhận electron trong cái phản ứng này. Được chưa? Sau khi nhường và nhận á thì các ion nó sẽ mang điện tích trái dấu và tạo thành phân tử MgO. Đúng không? Hoặc là các em quan sát hình 12.2 là hydrogen phản ứng với chlorine. Và công thức electron của phân tử HCl được viết như sau. Công thức này là công thức liên kết cộng hóa trị nha. Liên kết cộng hóa trị chứ không phải liên kết ion. Thì rõ ràng á, hợp chất magnesium oxit này á, là liên kết cộng hóa trị, liên kết ion do hai lực hút tĩnh điện giữa hai cation này. Nhưng mà trong trường hợp này là liên kết cộng hóa trị. Nha. Thì lúc này các em thấy rằng đây là sản phẩm của phản ứng hydrogen cháy trong khí chlorine với ngọn lửa sáng tạo ra một chất là HCl. Giả sử nếu như cặp electron chung trong hợp chất cặp cộng hóa trị nó bị lệch hẳn về phía clo. Thì bây giờ hãy xác định điện tích của các nguyên tử trong phân tử HCl. Đầu tiên thì nó nhận một electron, giả sử như là nó sẽ kéo về clo luôn. Lúc này clo điện tích của nó là clo trừ. Lúc này H bị mất một E thì H cộng. Đây chính là điện tích của H và clo sau khi nó E trong dùng chung và kéo về phía clo luôn, về phía nguyên tố có độ ẩm điện lớn hơn. Từ đó người ta đưa ra một cái định nghĩa như sau này các em. Số oxy hóa của một nguyên tử trong phân tử nha là điện tích này, đây là điện tích của nguyên tử của nguyên tố đó luôn. Nếu giả định trong trường hợp cặp, trong trường hợp này là liên kết cộng hóa trị đó, cặp E trong dùng chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn luôn. Vậy là số oxy hóa chính là cái điện tích luôn các em, nó là điện tích luôn nha. Nó là điện tích của cái nguyên tử của nguyên tố đó luôn ha. Vậy là cách chúng ta biểu diễn số oxy hóa như sau. Đây là ký hiệu nguyên tử là X. Thì số oxy hóa của nó có thể là mang cộng N hoặc trừ N. Ví dụ như điện tích của hiđro là 1+, thì số oxy hóa của nó là trừ 1. Ví dụ như điện tích của oxy là 2+, thì số oxy hóa của nó sẽ là trừ 2. Ví dụ như là magnesium là điện tích của nó là 2+, thì số oxy hóa của nó sẽ là cộng 2. Đấy, các em lưu ý nha. Đấy.
Đây, chúng ta để ý đây. Hydro cộng 1 thì clo sẽ trừ 1. Magie điện tích của nó là cộng 2 cộng thì mình viết số số là cộng 2. Oxy là điện tích là 2 trừ thì viết thành số số là trừ 2. Kali cộng 1, clo trừ 1, vân vân. Đây. Và chúng ta đã biết được ký hiệu về số số của các nguyên tố ha. Tiếp theo, vậy làm sao để chúng ta xác định được số số của các nguyên tử, các nguyên tố trong cái hợp chất như thế này? Thì chúng ta đi qua tiếp theo là xác định số số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. Để xác định được, các em phải tuân thủ các quy tắc sau. Thì trước tiên các em phải biết rằng số số là nó có giá trị đại số, có thể là âm, có thể là một dương, hoặc là có thể là bằng không. Đấy, em lưu ý nha, gọi là giá trị đại số. Quy tắc 1, số oxy hóa của nguyên tử trong tất cả các đơn chất đều bằng không. Cái mình dùng đơn chất là những chất được tạo ra từ một nguyên tố hóa học, ví dụ như đơn chất kim loại như natri, kali, vân vân, hoặc là trong đơn chất oxy, đơn chất khí, ví dụ như là nitơ, nitơ này, clo, brom, iốt, vân vân, rất là nhiều. Đơn chất là những chất được tạo ra từ một nguyên tố hóa học thì nó đều là có số oxy bằng không. Em phải nắm quy tắc này. Tại sao nó lại số oxy bằng không? Tại vì hai thằng nó cùng mạnh như nhau, nó không có, nó không cái cặp e trong chung nó không có lệch về phía nào hết. Tại vì hai này độ âm điện như nhau. Ví dụ như trong phân tử oxy thì oxy và oxy độ âm điện như nhau rồi thì cặp e trong dùng chung nó sẽ không lệch về phía nào hết. Do đó nó sẽ mỗi cái nguyên tử nó sẽ không có mang điện tích. Vì thế mà nó không có số oxy hóa. Hình dung không? Đấy, ví dụ như clo. Chấm hai chấm đi, clo. Thì rõ ràng này cặp ở trong này không lệch phía nào hết, gọi là cộng hóa trị không phân cực. Do đó là nó không có điện tích trên các nguyên tử này, do đó nó không có số oxy hóa nha. Quy tắc số 2, trong một cái phân tử á thì tổng số oxy hóa của các nguyên tử phải bằng 0. Trong phân tử á nha, tổng số oxy hóa phải bằng 0. Thì đầu tiên các em thấy rằng á, ví dụ đây. Hydro á là cộng 1. Thì các em biết rằng hydro nó chỉ có một cái điện tích lớp vỏ thôi. Thì khả năng nó chỉ có một nhường một e thôi. À, thì nó cộng 1 là chắc chắn rồi. Thì ở đây sẽ là phải là trừ 3. Làm sao cho tổng là như thế này? Các em lấy trừ 3 nhân 1 là được trừ 3. Cộng. Nha, tổng này. Cộng. 3 nhân cộng 1. Lúc này bằng 0. À, thì đây là cách xác định số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử. Được chưa? Bắt buộc phải tổng số số của các nguyên tử trong phân tử phải bằng 0 nha. Đó là quy tắc số 2. Quy tắc thứ 3 là trong các ion thì số số của nguyên tử đối với ion đơn nguyên tử trước nha. Thì nó bằng điện tích. Ví dụ như là canxi 2 cộng thì số số của nó là cộng 2. Đấy. Hoặc là magie 2 cộng thì số số của nó là cộng 2. Đó, ví dụ thế các em. Đó là ion đơn nguyên tử. Còn một số trường hợp là trong ion đa nguyên tử thì sao? Thì tổng số oxy hóa của các nguyên tử đối với ion đa nguyên tử phải bằng điện tích ion đó. Em hình dung không? Phải bằng điện tích ion đó. Ví dụ như trong trường hợp này. CO3 2 trừ thì tổng số oxy hóa của carbon và oxy trong cái này phải bằng trừ 2, phải bằng cái điện tích ion đó luôn. Mình hiểu không? Thì ví dụ như là CO3 2 trừ thì các em thấy rằng số oxy hóa carbon và oxy lần lượt là cộng 4 và trừ 2. Tại sao? Thì các em thấy rằng thầy đặt oxy là luôn luôn là trừ 2 rồi, hầu hết là tất cả luôn nha. Chút nữa chúng ta sẽ nắm một số trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì chúng ta sẽ rất là ít. Do đó các em sẽ thấy rằng á, cộng 4 và trừ 2 thì thầy bỏ vào đây này, carbon này, cộng 4, O3 là trừ 2. Lúc này các em thấy rằng 4 nhân cho 1 là được 4.
cộng cho 3 nhân cho trừ 2 à. Thì lúc này các em tính ra nó bằng trừ 2 luôn. Đấy. Nó bằng điện tích. À, bằng điện tích. Bằng điện tích của cái dòng đó luôn. Do đó carbon là cộng 4 của oxy và trừ 2 trong cái dòng này. Hoặc là thầy ví dụ như SO4. SO4 này là 2 trừ. Nếu SO4 2 trừ rồi thì chắc chắn em biết này là bao nhiêu. Lưu sẽ là cộng 6. Thì oxy là trừ 2. Thì rõ ràng là 4 nhân trừ 2 là trừ 8. Trừ 8 là cộng 6 thì bằng trừ 2. Đúng bằng điện tích dòng này luôn. Nha. Chút nữa chúng ta sẽ đưa ra một số quy ước về số oxy hóa của một số nguyên tố các em cần phải biết để các em suy ra số oxy hóa của các nguyên tử còn lại. Tại vì có một số nguyên tố nó có rất là nhiều số oxy hóa, vì thế mình phải căn cứ vào số oxy hóa của các nguyên tố khác để chúng ta suy ra. Ví dụ lưu huỳnh này nó rất nhiều số oxy hóa, vì vậy mà oxy này nó sẽ quyết định được số oxy hóa của lưu huỳnh trong cái hợp chất này. Bây giờ chúng ta hãy xác định số oxy hóa của các nguyên tử trong các đơn chất và hợp chất ion sau. Trước khi làm câu này chúng ta đi qua phần tiếp theo là chúng ta đi qua quy tắc 4. Quy tắc 4 này rất quan trọng, các em cần phải nắm này. Thứ nhất là số oxy hóa của hiđro là luôn cộng 1, nhớ này. Thứ nhất là hiđro là cộng 1. Về sau này các em chỉ nhớ cộng 1 thôi. Còn những trường hợp ngoại lệ như là NaH, CaH2 thì bắt buộc những cái kim loại kiềm và kiềm thổ là chắc chắn nó là số oxy hóa của nó là dương rồi, tại vì điện của nó điện dương. Nhưng trong trường hợp này hiđro có thể mang điện âm. Chỉ có trong trường hợp là hiđrid của kim loại thôi, trường hợp này thôi, những cái trường hợp này thôi các em. Ít gặp ha, hầu như mình cũng không có gặp học những cái chất này trong chương trình học của mình đâu. Thứ hai là số oxy hóa của oxy á, thì các em phải nắm luôn. Về sau này xuất hiện là luôn luôn là trừ 2. Còn một số trường hợp ít gặp như là OF2 này mình không có học đâu. Những cái chất như thế này mình không có học những cái chất này. Vì thế mà về sau này mình không quan tâm đến nha, không học. Thứ hai là kim loại kiềm nhóm 1A thì số oxy hóa là cộng 1. Kiềm thổ nhóm 2A thì cộng 2. Ví dụ như natri, kim loại kiềm, kali, kim loại kiềm, li ti, kiềm nó luôn luôn cộng 1. Cộng 1 cùng kiềm thổ như là canxi cộng 2, magie cộng 2. Chưa? Nhôm cộng 3 để vân vân. Đó là bari cộng 2 đó. Chúng ta phải nhớ như thế. Để chúng ta lấy đó để chúng ta suy ra số oxy hóa của các nguyên tử có nhiều số oxy hóa như lưu huỳnh, nitơ về sau này. Crom, đấy, mangan, đó là những cái chất mà có nhiều số oxy hóa như clo nữa nha. Về cách tính thì các em chỉ cần đặt vào thôi. Ví dụ như trường hợp là hợp chất là H2S thì chắc chắn hiđro mình đã biết rồi, thì lưu huỳnh mình chưa biết á, thì mình đặt vào chữ X là số oxy hóa của lưu huỳnh. Đúng không? Thì lúc này các em áp dụng quy tắc bằng cách là tổng số oxy hóa nguyên tử bằng 0, trong phân tử này bằng 0, thì mình lấy là hiđro là cộng 1. Thì các em lấy 2 nhân cộng 1, sau đó cộng X nhân cho 1 lưu huỳnh thôi. Là X bằng 0, lúc mà X bằng trừ 2. Vậy ký hiệu của nó là H2S và số oxy hóa lưu huỳnh là trừ 2. Đúng không? Tiếp theo trong trường hợp SO2 thì oxy là trừ 2 rồi. Mình đặt lưu huỳnh là X. Thì rõ ràng X cộng 2 nhân trừ 2 bằng 0 và X sẽ bằng cộng 4. Vậy số oxy hóa lưu huỳnh là cộng 4. Tương tự số oxy hóa trong ion đa nguyên tử là SO3 2 trừ thì lưu huỳnh là mình đặt là X. Oxy là trừ 2. Đúng không? Thì đây mình sẽ xác định được là X cộng 3 nhân trừ 2 bằng điện tích ion là trừ 2. Lúc đó X bằng cộng 4. Tương tự cho trường hợp này, SO4. Chưa? Đó là cách để chúng ta xác định. Vậy là cách để chúng ta xác định số oxy hóa như sau. Thứ nhất, đơn chất là bằng 0. Phân tử thì tổng số oxy hóa sẽ bằng 0. Ion đơn nguyên tử á, thì số oxy hóa sẽ bằng điện tích ion. Còn ion đa nguyên tử thì tổng số oxy hóa của các nguyên tử phải bằng điện tích ion. Chú ý này, ion fluorid á, là F á, chỉ có F trừ thôi. F chỉ có một số oxy hóa duy nhất thôi, nhưng mà clo, brom, iốt lại có nhiều số oxy hóa. Các em lưu ý nha, clo nó chỉ có một số oxy hóa thôi, còn lại ion khác thì có nhiều như là clo. Clo có thể là trừ 1, clo có thể cộng 7, clo có thể là 0,
không? Clo trong phân tử á, bằng không thì còn clo hoặc là có thể là cộng 5, rất là nhiều, trong khi clo nó chỉ có một thôi, em phải nhớ. Oxy là luôn trừ 2 trừ trường hợp này, và hydro luôn luôn là cộng 1. Chúng ta phải nắm hết cái này thì các em sẽ giải biết được hầu hết các bài toán nha. Đây là một số bài tập. Đầu tiên kẽm là không đơn chất, hydro không đơn chất, clo thì bằng trừ 1 vì nó bằng điện tích, oxy bằng trừ 2, lưu huỳnh chỗ này sẽ bằng trừ 2, còn trường hợp ion đa nguyên tử này thì mình sẽ tính ra của xác định số số thì thầy ghi ra đây nha, HSO4 trừ oxy là chắc chắn là trừ 2 rồi, hydro là cộng 1. Rồi bây giờ mình đếm này, 4 nhân trừ 2 là trừ 8, đáng lẽ mình gọi là x chỗ này nha, nhưng mà làm nhanh thì không cần, em đặt chữ x rồi các em giải ra cũng được. 4 nhân trừ 2 là trừ 8, trừ 8 cộng cho 1 thành là trừ 8 này các em, cộng 1 chỗ này là trừ 7, trừ 7 mà chỗ đây có dấu trừ rồi thì bắt buộc trừ 7 nha, để có dấu trừ chỗ này phải là cộng 6, tại vì trừ 7 mà cộng 6 thì âm 1 thì đúng bằng cái điện tích này, cộng 6 thôi nha các em. Tiếp theo Na2S2O3 thì chắc chắn oxy phải là trừ 2 rồi, natri chắc chắn là phải cộng 1 rồi, còn cái S này chưa có thì mình tính như sau, 3 nhân trừ 2 trừ 6, trừ 6 cộng 2 thành trừ 4, bắt buộc chỗ này phải là cộng 4 thì phải là chỗ này phải cộng 2. Rồi KNO3, KNO3 oxy chắc chắn trừ 2, kali chắc chắn cộng 1, là mình đếm này, 3 nhân trừ 2 thành trừ 6, trừ 6 cộng 1 chính là trừ 5, trừ 5 để tổng bằng 0 thì chỗ này phải là cộng 5. Đấy. Được chưa? Các em quan sát là người ta xác định số số công thức cấu tạo, đây là công thức cấu tạo này, tính điện tích nguyên tử trong hợp chất với gia đình cặp E trong chung lệch về phía có độ ẩm điện lớn hơn, thì ở đây là metan, metan có công thức cấu tạo thế này. Thì rõ ràng carbon nó có độ ẩm điện lớn hơn, do đó nó sẽ có điện tích ở đây sẽ là nó hút 4 cái y về phía nó luôn, lệch về phía nó luôn, do đó nó sẽ là trừ 4. Điện tích đó là gì? Là 4 trừ nha, thì bây giờ số số nó là trừ 4, còn hydro sẽ là trừ 1, cộng 1, cộng 1, đây là trừ 4. Manganese là khoáng vật sắt từ có hàm lượng sắt cao nhất, được dùng trong luyện gang thép với công thức là Fe3O4. Các em hãy xác định số oxy của sắt. Fe3O4 thì oxy là trừ 2 rồi, thì ở đây nhân lên thành trừ 8 thì bắt buộc hay cộng 8. Nếu các em biết cộng 8 như thế này thành 24 mất rồi, do đó chúng ta phải chia 3 đây lại, chia cho cái hệ số này nè, chia cho số nguyên tử sắt này, chia 3. Đó là cộng 8 phần 3. Còn nếu mà chúng ta không làm kiểu này, chưa hiểu được á, thì các em đặt đi, sau này các em quen là mình làm, đặt là x. Chúng ta sẽ có là 4x nhân 3 là 3x, cộng 4 nhân trừ 2 trừ 8 bằng 0. Tổng số số của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. 3x bằng 8, chuyển trừ 8 sang đây nha, x sẽ bằng cộng 8 phần 3. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu về một số phản ứng oxy hóa khử, là ví dụ như trường hợp là cho kẽm phản ứng với axit H2SO4 lỏng dung dịch đó, thì lúc này nó sinh ra phản ứng là sinh ra khí hydro cộng với muối kẽm sinh phát. Đến đây các em sẽ xác định Zn sẽ nhường 2E, tại vì sao? Tại vì Zn trong đơn chất là không, trong hợp chất này là cộng 2, SO4 là các em biết điện của nó, điện nó là 2 trừ thì số số là trừ 2, thì kẽm sẽ là cộng 2. H này cộng 1, H bên này không. Ở đây người ta chỉ biết những nguyên tử có số oxy hóa thay đổi thôi. Còn lại những nguyên tử khác nó số oxy hóa không thay đổi thì chúng ta không biết. Cần đã người ta biết ra để các em dùng quy tắc để các em tìm được thằng nào nó có sự thay đổi số oxy hóa thôi nha. Vậy kẽm nó sẽ là nhường 2E. Nó sẽ nhường electron. Nên kẽm người ta gọi là chất khử. Vậy chất khử là chất như thế nào? Chất khử là chất nhường electron. Chất khử là chất nhường electron, nhường E, nghĩa là số oxy hóa của nó phải tăng, số oxy hóa tăng. Chưa?
thì cái quá trình nhường E thì người ta gọi là quá trình oxy hóa, gọi là quá trình nhường E, gọi là quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa là quá trình nhường E, nghĩa là quá trình nhường E. Em phải thuộc cái này nha. Quá trình nhường E là quá trình oxy hóa, còn chất mà nhường E thì gọi là chất khử. Đây là quá trình nhường E, đây ta gọi là quá trình oxy hóa. Kẽm, thấy không? Kẽm nó bị oxy hóa đó, người ta là kẽm bị oxy hóa. ZN, ZN bị oxy hóa bởi ai? Chắc chắn là bởi axit rồi. Yeah. Quá trình nhường E. Tiếp theo là về hydro. Trong đây là hydro, điện tích của nó là H cộng, tại vì nó nhận electron từ kẽm, ha, kẽm nhường. Do đó H cộng là chất oxy hóa, hay cụ thể là H2S4 là chất oxy hóa. Nha, vậy là chất oxy hóa là chất nhận E, ha, nhận E. Thì quá trình nhận E thì người ta gọi là quá trình khử. Quá trình nhận E gọi là quá trình khử. Quá trình khử là quá trình nhận E, à, phải nhớ nha. Đây. H cộng cho ra phân tử H2 số sẽ là 0. Ở đây có 2H để mình cân bằng 2H. Lúc này mình sẽ thấy rằng ở đây là 2 cộng 2, phía này là 0. Nếu mà cộng 2 mà để thành 0, chắc chắn nó phải là nhận thêm 2E. Nha. Cộng 2 mà nhận thêm 2E, nghĩa là thêm trừ 2 vào thành 0. Nhiều em sẽ bị hơi lộn cộng chỗ này, là các em phải nhớ là nếu mà số oxy hóa tăng, số oxy hóa tăng thì là nhường, nha, nhường E. Còn số oxy hóa mà giảm thì nhận E. Được chưa nào? Nhớ cái này. Hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tử trong chất oxy hóa và chất khử trước và sau phản ứng. Thì người ta cũng đã nói rõ rồi, à, sự thay đổi số oxy hóa. Nếu mà số oxy hóa mà tăng lên, à, thì cái chất ở trước phản ứng á, gọi là chất khử, nha. Còn số oxy hóa mà giảm á, thì chất ở trước phản ứng á, gọi là chất oxy hóa. Chất khử thì xảy ra quá trình nhường E, gọi là quá trình oxy hóa. Còn chất oxy hóa thì xảy ra quá trình nhận E, thì gọi là quá trình khử, à, nhớ nha. Một cái quy tắc mà các em hay để cho dễ thuộc á, người ta gọi là khử cho E, thì O nó sẽ nhận, là oxy hóa sẽ nhận. Khử là chất cho E thì xảy ra quá trình oxy hóa. Đây là quá trình. Còn chất oxy hóa là chất nhận E thì xảy ra quá trình khử. Mấy em nhớ cái này nha. Rồi, ví dụ 6 là người ta cho kẽm và muối đồng sunfat. Lúc này kẽm sẽ mạnh hơn đồng, do đó đẩy đồng ra. Lúc này đồng bám lên thanh kẽm và có màu xuất hiện là màu đỏ của đồng. Đây là phản ứng hóa học đây. Lúc này các em thấy là kẽm 0 lên cộng 2, đồng cộng 2 xuống 0. Có sự thay đổi của kẽm lên 0 lên cộng 2. Vậy số và số tăng, chất này là chất khử. Tại vì CK. Số oxy hóa giảm, chất này là chất oxy hóa, thầy ghi là CO. Chất khử xảy ra quá trình nhường E thì gọi là quá trình oxy hóa, phóng ra 2E. Quá trình khử là quá trình nhận E, nhận thêm 2E. Vậy là chúng ta cần ghi nhớ khúc này. Chất nhường E, nhận E, chất khử nhường E, số oxy hóa tăng, người ta còn gọi là chất bị oxy hóa, thì vậy xảy ra quá trình oxy hóa là quá trình nhường E, còn quá trình khử là quá trình nhận E. Những chỗ này là sau này các em rất là dễ bị nhầm lẫn, thì các em nên nhớ cái sơ đồ này cho thầy. Khử cho, O nhận, sau đó các em vẽ cái vòng như thế này, nhớ nha. Thầy nhớ bằng cách này, nhiều lúc mình không học, mình lâu quá mình không nhớ, thì mình có một cái câu nào đó để mình nhớ đi nha. Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau, 1, 2, 3. Phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử, vì sao? À, hãy xác định quá trình oxy hóa, quá trình khử của phản ứng đó luôn. Đầu tiên, mình nhìn qua, ở đây chỉ có hai phản ứng 1 và 2 là hai phản ứng oxy hóa khử thôi. Một phản ứng này là mình nhìn vô đây mình biết ngay là phản ứng trao đổi rồi. Các em lưu ý, phản ứng trao đổi là nó không có sự thay đổi số oxy hóa, ví dụ canxi nó kết hợp với clo này.
nó không bao giờ thay đổi sôi xóa được. H với CO3 này, HCO3 người ta biết tách ra thành CO2 cộng nước thôi, thì sôi xóa của nó không thay đổi đâu. Về sau này tất cả những phản ứng trao đổi nha, phản ứng trao đổi người ta gọi là trao đổi ion á, kia trao đổi ion với nhau, trao đổi thì không phải là phản ứng oxy hóa, không phải là phản ứng oxy hóa khử, nhớ nha, không phải là phản ứng oxy hóa khử. Bây giờ mình sẽ xác định quá trình oxy hóa với trình khử trước nha. Ở đây là mình xác định trước là lưu hình brom không, qua đây brom là chắc chắn là trừ một rồi, tại vì hydro đây là cộng một. Lưu hình ở đây là hydro cộng 1 thì cộng 2 thì này phải trừ 2. Đấy. Bây giờ các em biết cái quá trình ra là S trừ 2 sang bên này là S0. Số oxy hóa tăng tăng lên 2 đơn vị với lại nhận 2 y. Tiếp theo, brom 0. Qua đây là brom trong hợp chất trừ 1 cộng bằng 2. Số oxy hóa giảm, giảm nhận y, giảm mấy em lưu ý 2 nhân 0 là 2, 2 nhân trừ 1 là trừ 2, giảm 2 nhận 2. Rồi xong đầu tiên, tiếp theo phản ứng này phản ứng số 1, đây là quá trình nhường, đây là quá trình oxy hóa, đây là quá trình khử tiếp 2. Oxy kali thì nó không đổi rồi. Này oxy trừ 2 thì đây là kali cộng 1. 3 nhân trừ 2 trừ 6, trừ 6 cộng 1 thành trừ 7, trừ 6 cộng 1 thành trừ 5. Thì cái này sẽ là cộng 5. Bên đây clo chắc chắn trừ 1 rồi, tại vì kali cộng 1, oxy không. Vậy đầu tiên là clo cộng 5 trong hợp chất. Qua đây clo trừ 1. Đúng không? Số số giảm nhận y, giảm mấy này, cộng 5 mà giảm xuống còn âm 1 là giảm tới 6, nghĩa là cộng 6 y, giảm 6 nha, tại vì giảm 5 là ra 0, giảm thêm 1 nữa. Tiếp theo hầu không là các em lấy cái chỗ này em trừ chỗ này thôi, quy tắc là để các em lấy 5 trừ cho trừ 1. Tiếp theo là oxy, oxy trừ 2, và đây oxy là 0, 2, vậy là trừ 4, 2 nhân 0 là 0, 2 nhân trừ 2 trừ 4, trừ 4 lên 0 tăng lên 4, thì sẽ nhận 4, được chưa? Đấy. Tiếp theo các em tìm hiểu về phản ứng oxy hóa khử. Làm để thế nào để chúng ta nhận biết nó là một phản ứng oxy hóa khử? Thì các em nhìn qua là các em thấy rằng có sự thay đổi số oxy hóa ha. Có sự thay đổi số oxy hóa. Các em lưu ý nó phải có sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tử, của nguyên tử trong phân tử là được. Thì trong phản ứng trên, nguyên tử clorin vừa nhường và vừa nhận luôn. Clo này không, qua đây clo trừ 1, clo không, qua đây cộng 1. Vậy là clo này vừa đóng vai trò là chất khử, cũng vừa đóng vai trò là chất oxy hóa luôn nha. Vậy là cái chất nó có thể đóng hai vai trò. Những cái chất mà có hệ số, có số oxy hóa trung gian thì khả năng là nó có thể là tăng hoặc giảm số oxy hóa. Ví dụ như lưu hình cộng 4 đi, nó có thể tăng lên cộng 6, hoặc là nó có thể giảm xuống là cộng 2. Vì thế mà những cái chất mà ở cái số oxy hóa trung gian như thế này thì nó có thể thành tăng số oxy hóa để nó thể hiện là nó là chất khử, hoặc là nó giảm số oxy hóa, chất khử này giảm số oxy hóa để nó thể hiện chất oxy hóa. Được chưa? Các em phải lưu ý nha. Những chất mà có số oxy hóa trung gian như clo không trong trường hợp này nó có thể xuống giảm xuống âm 1 là thấp nhất. Thấp nhất hoặc là tăng lên cộng 1. Vậy là phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất. Chất ở đây á, là được hiểu là nguyên tử, phân tử hoặc ion nha.
chắc ở đây này có thể được hiểu là nguyên tử, phân tử hoặc là ion luôn. Phản ứng mà có về sau này các em còn viết những cái phản ứng mà chỉ có ion không đó nha các em. Phản ứng hay có sự thay đổi, phản ứng hay có sự thay đổi số hay xóa của một số nguyên tử trong phân tử là được. Trong phản ứng oxy hóa khử luôn xảy ra đồng thời quá trình oxy hóa và quá trình khử, tất nhiên rồi, tại vì phản ứng oxy hóa khử mà nó phải có hai cái quá trình đó. Các em lưu ý thêm là cái phần mà chất oxy hóa mạnh đó các em, chất oxy hóa mạnh là những cái chất mà nó có nguyên tử đó, nó có số oxy hóa cao mạnh đó, thì liên quan tới cao. Các em lưu ý nha, số oxy hóa cao như cộng 7 cộng 6 lưu hình cộng 6 chẳng hạn, thì nó có khả năng là chỉ giảm số oxy hóa xuống thôi, không tăng là được, nên đó là chất oxy hóa mạnh. Còn những cái chất mà chất khử mạnh như kim loại chẳng hạn, kim loại kim chẳng hạn, thì số oxy hóa nó thấp, chất khử mạnh số oxy hóa thấp, hoặc là kim loại kim. Còn chất mà có số oxy hóa trung gian thì nó có hai cái vai trò luôn, vừa là chất oxy hóa vừa là chất khử luôn. Các em thuộc những cái lưu ý này cho thầy nha, để mình sau này mình có thể biết được nó là một cái chất oxy hóa mạnh hay là chất khử mạnh. Rồi bước 3 là cái phần quan trọng là các em lập phương trình hóa học của phản ứng oxy hóa khử. Thì những cái phản ứng oxy hóa khử phức tạp thì các em phải có biết cách lập phương trình để chúng ta cân bằng hệ số cho cái phương trình đó. Trước tiên là người ta xét cái phương trình đơn giản thôi. Về nguyên tắc là tổng số E khử nhường, tổng số E nhường bằng tổng số E nhận, nghĩa là nguyên tắc là tổng này, cái này tổng nha, tổng E electron nhường bằng tổng electron nhận. Đó là đây là cái phương pháp nguyên tắc để chúng ta cân bằng lập phương trình phản ứng hóa học. Lập là chúng ta viết xong chúng ta phải cân bằng nè, cân bằng hệ số. Chúng ta xét phương trình phản ứng oxy hóa khử này nha. Đầu tiên bước 1 các em xác định sự thay đổi số oxy hóa trước. Rồi mình xác định sự thay đổi nè. Oxy đơn chất là 0, bên này trong các hợp chất được trừ 2 hết. Ở đây là H là cộng 1 rồi, lưu hình sẽ là trừ 2 nha, tại vì cái này cộng 2 thì bên này trừ 2, tổng oxy hóa bằng 0, trong phân tử này bằng 0. Bên này lưu hình cộng 4 nè, em thấy không, tăng, lưu hình tăng lên, số oxy hóa tăng lên, chất khử này số oxy hóa giảm xuống, oxy là chất oxy hóa rồi. Trong tất cả các phản ứng thì O2 là chất oxy hóa rồi, chúng ta không cần phải suy nghĩ, chúng ta đã biết rồi đúng không? Sau đó các em bước 2 biết quá trình khử và quá trình oxy hóa. Quá trình khử là quá trình nhận E từ phân tử O2 cho ra oxy bên này là O trừ 2. Trong các hợp chất này oxy được trừ 2 hết. Các em cân bằng hệ số trước nha, 2 oxy nè, 2 oxy. Đếm này 2 nhân 0 được 0, 2 nhân trừ 2 trừ 4, 0 mà xuống trừ 4 là giảm 4, giảm 4 là nhận 4E. Ở đây quá trình oxy hóa là quá trình nhường E nè, trừ 2 mà lên cộng 4 thì phải nhận, tăng lên 6 nè, trừ 2 lên cộng 4 phải tăng lên 6. Còn không em lấy cái này em trừ này, tăng 6 nhận 6 thì nhường 6E. Lúc này các em thấy rằng em tìm bộ chung nhỏ nhất cho thầy là 12, để làm sao tổng E nhường bằng tổng E nhận. Bộ chung nhất là 12 thì ở đây chúng ta sẽ là 2. 6 và 4 là bộ chung nhất, là những cái số nào mà nó nhỏ nhất mà chia hết cho hai số này chắc chắn là số 12 rồi. Các em đừng lấy 24 nha, 24 cũng được thôi, nhưng mà mình nên chọn cái hệ số thích hợp thôi. Lớn lên cũng được, mình nên tìm bộ chung nhỏ nhất. Bộ chung nhỏ nhất. Máy tính mình cũng có xử lý được, mà những số nhỏ này rất là dễ để mình nhẩm thôi. 6 và 4 bằng 12. Rồi, đặt vào. Đến đây các em sẽ điền hệ số vào thôi này. 2S cộng 4 này. S cộng 4 nằm ở đây này. Được chưa? Vậy đặt số 2 vào đây. Được chưa? Rồi, 3 phân tử oxy này. Đó, chúng ta điền một số thích hợp, một số hệ số thôi. Tại vì những cái chất nó còn phụ thuộc vào những cái hệ về số nguyên tố, nó còn phụ thuộc số nguyên tử, nó còn phụ thuộc vào những cái hợp chất khác nó có nguyên tử đó nữa. Do đó các em điền một vài cái hệ số thích hợp rồi được phải canh cân bằng nha. Rồi. Đây cũng có 2. Xong ha.
Bây giờ chúng ta sẽ lập phương trình một số phản ứng ở ví dụ này. À, thầy không tuân thủ theo các bước không nha, các bước này thì làm nó hơi mất thời gian, thì các em cũng có thể làm theo được đúng không nào. Mình chỉ vấn đề là mình cân bằng được cái phản ứng thôi nha. Rồi mangan là trong này cộng 7 này, tại vì oxy trừ 2 là hình trừ 8, trừ 8 kali cộng 1, hình trừ 7 thì mangan cộng 7, mangan đây cộng 2 này, tại vì clo là trừ 1 trong này rồi không, thì mangan phải cộng 2. À, clo ở đây là trừ 1, tại vì hydro cộng 1 rồi, ở đây clo 0. Vậy là có sự thay đổi mangan cộng 7 xuống cộng 2. Mình viết ra nha, viết quá trình mangan cộng 7 mà xuống mangan cộng 2. Vậy là quá trình này là quá trình gì các em? Quá trình nhận E rồi, gọi là quá trình khử. Viết cái quá trình đặt trước cũng được, thì sẽ là nhận 7 mà xuống cộng 2 là phải nhận 5E, tại vì giảm 5. Tiếp theo clo trừ 1, bên đây là clo trong cái phân tử 0 này cân bằng 2, trừ 2 nha, trừ 2 mà tăng lên 0 thì nhận 2, nghĩa tăng 2, tăng 2 nghĩa là nhận nhường 2E chỗ này. Rồi sau đó các em đặt hệ số bằng cách là bộ chung nhỏ nhất của 5 x 2 là 10, 10 chỗ này là 2 nhân vào, 5 nhân vào. Rồi đến đây mình sẽ lập phương trình. Thuốc tím KMNO4 cộng HCl cho ra KCl. Rồi. 5 phân tử Cl2. Này, 5 nhân vào đây. Số 5 cố định luôn. 2 mangan 2 cộng 2. Thì ngay lập tức 2 mangan 2 chỗ này. Rồi, đến đây mình tính luôn nha, đừng có nhìn vô nữa, mình chỉ cần một vài hệ số thôi. 2 kali thì hai này. Đến đây các em thấy không? Cái này đã clo đã đầy đủ rồi, tại vì mình điền hệ số này cố định rồi. Clo ở đây nó sẽ tính ra thôi. 2 clo này. Cái này 4 nó là 6 này. Này 10 nó 16, 16 clo cái này 16. Nha, 16. À, nhiều em ghi 5 x 2 là 10, đặt số 10 chỗ này là không được nha, tại vì cái clo và hydro, clo nên nó còn phụ thuộc vào hydro, clo nó nằm trong cả cái hợp chất này rồi. Chúng ta không đẩy cái 5 x 2 là 10 chỗ này đâu nha. Sai đó. Tại vì clo nó còn phụ thuộc vào hai này nữa, chứ không phải clo này không. Rồi, 16H. 8 nước. 8 x 2 16. Chưa. Tiếp tục phản ứng số 1 xong nha. Phản ứng số 2. Nitơ trong đây là chắc chắn là trừ 3 rồi, tại vì hydro cộng 1. Hydro cộng 1 là thành cộng 3 thì bên này phải trừ 3. Brom 0. 0 trừ 1. Tại vì H là cộng 1 nên phải trừ 1. Rồi mình viết ra. Nitơ trừ 3. Xem bên này nitơ 0. Này trừ 6 mà lên 0. Trừ 6 mà lên 0. Sự tăng số số là quá trình nhường, tăng lên 6. Tiếp theo là brom 0. Và đây là brom trừ 1. 2 nhân 0 là 0, trừ 2. 0 lên xuống 0 mà xuống trừ 2, giảm 2, nhận 2. Bên này cũng được. Chắc chắn là 6, bộ chung nhất là 6 thôi nha, 6 thôi. 1, 3, điền vào nha. NH3 cộng brom 2. Ở đây sẽ là 1N2. À, chỗ này sẽ là 2 chỗ này. Chưa? Đếm luôn, 2 x 3 là 6 hydro. Đúng với là số 3 luôn này. 3 6 này, 3 này. 6 này, đấy. Tiếp tục, phản ứng số 3. Nitơ này là chắc chắn trừ 3 rồi. Này đồng 0 thì chỗ này mình xác định đồng này cộng 2, oxy trừ 2.
không. Rồi. Nitơ trừ 3. Nitơ 2 không. 2 trừ 6. Trừ 6 tăng lên 0 nhân 6e. Nhân 6e chứ. Rồi. Đồng cộng 2 y đồng 0. Giảm 2 nhân 2e. 6 chung. 6 là bội chung thì nhân 1 nhân 3. Mình suy ra cái phản ứng là NH3CO. Một N2. Chỗ này được 2 bài luôn. 6H, 3 nước. 3 nước. À. 3 oxy. 3 đồng này. 3 đồng. 3. Tập phản số 4. À, sắc sunfua. À, sắc là cộng 2 nhưng các em trừ 1. Chứ mà nếu mà sắc cộng 3 thì chỗ này không thể nào mà số hoa số không nguyên được đâu nha. Cộng 2. Tại vì sắc ấy cộng 2 cộng 3 thôi. Không. Lưu hình ở đây chắc chắn cộng 4 rồi thì bị oxy trừ 2. Trừ 2 nhân 2 thành trừ 4 thì bắt buộc cộng 4 cộng 3. Lưu hình trừ 1. Sau này lưu hình cộng 4. Oxy 0. Và đây là à có sắc nữa kìa. Này có sắc nữa. Cái này hơi khó đấy. Có sắc nữa nha. Sắc thay đổi nữa. Sắc ở đây cộng 2 nè. Thì biết thêm sắc. Này là trừ 1 lên cộng, lên cộng cộng 4 đúng không. Và sắc cộng 2 lên sắc cộng 3. À, chỗ này sẽ trừ 1 lên cộng 4. Thầy thế có thể đặt hệ số 2 luôn. Cái này là đây là trừ 2 cộng 8. Trừ 2 lên mà lên cộng 8. Trừ 2 mà lên cộng 8 nha. Nó tăng lên 10 đúng không? Đúng không? Trừ 2 lên cộng 8 nó tăng lên 10. Nhiều 10e. Sắc cộng 2 lên cộng 3. Thầy đặt số 2 luôn. Nghe chúng là 2 sắc. 2. Chỗ này sẽ là bao nhiêu? 4 lên cộng 6. Thì là dương 2 luôn. Chỗ này là 10 nha. Viết tách là chúng ta đoạn cho mình viết gộp chung lại hai cái này đều là hai quá trình. Đây là hai cái quá trình oxy hóa hết là quá trình nhượng E. Mình viết chung lại. Ở đây là phân tử là FeS2. Ở đây Fe2 cộng. Một Fe2 cộng thì nó cần một cái S2 trừ. S2 1 trừ. Do đó là mình phải cần đến hai cái 2 Fe2 cộng. 2 Fe cộng 2 phải cần tới 4 cái này để tạo thành phân tử này. Để mình viết thành phân tử luôn thì viết thành phân tử luôn thành gì? Thì chỗ này mình sẽ cân bằng tương đương bằng nhau 2 cái này. Thành tương đương cái này. Cái này thì suy ra luôn nha là 4 S trừ 1. Cái này sẽ là 4 S cộng 4 cộng 2 10E. Lúc này mình sẽ cộng lại mình sẽ có được cái phản ứng là Fe S cộng 2 lần Fe S. Lúc này nó không nha, số thật là không. Đúng không? Tại vì dòng mà nó phải ứng với nhau rồi, không. Sau đó nó sẽ thành cái gì? Thành ở đây là 4 lần S cộng 4 cộng 2 lần S cộng 3.
cộng cho 10 với 20 là 22 y. Đó là chúng ta viết xong cái quá trình oxy hóa này. Đây là quá trình oxy hóa nha các em, quá trình oxy hóa. Về sau này các em có thể không cần viết hai cái phản ứng này như thầy đâu. Chúng ta chỉ cần viết kiểu này này, FES đúng không? FES này các em. FES, chúng ta có thể viết FES cái này sẽ là FE nó cho ra là FE cộng 3, rồi S nó cho ra S cộng 4. Mình có thể xác định sự thay đổi số ở đây luôn ha. Các em không tin, tính thử nó bằng không hay không nha. Ở đây chúng ta đếm này. 4, 4, 16, 16 cộng 6, 22. Là dương 22 mà cộng 22 âm vào thì ra bằng 0. Hợp lý chưa? Chưa? Đấy. Ở đây các em có thể giảm bớt 2 đi, nó ra được là FES cộng cho 2X cộng cũng được. Đấy. Nha, khỏi viết số 2 cũng được. Đó thì viết nó hơi lớn rồi. Viết số 2 cũng được. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo là đây là quá trình oxy hóa nha. Quá trình oxy hóa. Đây là quá trình khử oxy. Oxy là O2. Vì sau này mình biết phản ứng này thôi nha, không cần biết hai cái này mình nhắc cũng được. Các em giảm bớt số 2 đi cũng được ha. Oxy sẽ nhận 4E, cái này quen rồi, cho nó O -2. Vậy là chúng ta sẽ tìm chung ở đây bao nhiêu? Chung là 20 mấy, 22 này 4 ha. Chung là 44 ha, chung là 44. 44 thì cái này 11 nhân 11 này nhân 2 rồi. Rồi bây giờ mình điền vào thôi. 2 nhân 2 là 4 phân tử này. Suy ra chúng ta phản 2 nhân 2 là 4 phân tử FES cộng 11 oxy. Cho ra là Fe2O3 cộng SO2 4 sắc này 2 cái này S2 thì biết thiếu nha. Viết như vậy cộng kèm quá, phải ấn số 4 thì viết lại cho nó gọn một xíu nha. Thầy viết ngay sau FES2 luôn. Tại vì FE và lưu hình trong đây đều là có sự tăng số sẽ hết, chúng ta sẽ gặp chung mà luôn. Số đó là 0. Ở đây sẽ cho ra bên này là sắt cộng 3. Lưu hình cộng 4. Rồi bây giờ mình xác định này. Bây giờ mình sẽ đưa FES2 cộng bằng lại số 2 nha. 2. Rồi bây giờ mình sẽ là, tại vì cái quá trình này các em thấy rằng nó có sự là hai cái sắt và lưu hình đều tăng, số số mình viết chung luôn chứ không cần phải viết riêng ra. Chung như thế này, bây giờ mình tìm cái số E nhường là bao nhiêu. Đây, tìm số E nhường là bao nhiêu nha. Này là 3 này, cộng cho 8 là 11. 0 mà lên 11 là phải nhường 11E. Đấy, như vậy thôi các em. Tiếp tục đây là quá trình oxy hóa, là quá trình khử oxy. Oxy 20. Cho nên là oxy nhận 4E. Vậy là bộ chung nhất là bao nhiêu? Là 44 ha, 44. Vậy thì cái này nhân 4 này nhân 11. Rồi, mình đi mọi nha, suy ra 4 F2 cộng 11O2 cho ra là 2 F2O3 thôi nhé. Tại vì nó có hai sắc này nè. Cộng cho 8 lưu hình là 8 SO2.
Khử ứng cuối cùng số 5. Đây là clo vừa đóng vào trò chất khử và chất oxy hóa luôn. Clo trong đây bao nhiêu? Trừ 2. Đây là cộng 7, cộng 5 đúng không? Trừ 2 là cộng 6, trừ 6, trừ 6 cộng 1 là trừ, trừ 5, thế này cộng 5. Xem đây là clo, trong đây là trừ, trừ 1. Trừ 5 mà xuống trừ 1 phải là nhận 6E. Tại vì nó giảm 6 oxy trừ 2 trong này, oxy 0 ở này. Nhiều mấy E các em? 2, 4, trừ 4 mà lên 0, nhiều 4E. 12 thôi. 12 thì cái này nhân 2, nhân 3. Tổng E nhường và E nhận là 12. Rồi các em điền vào thôi. À, chỗ này mình đừng có vội điền cái này nha, mình điền hai cái này trước. Ra xin lỗi O3. Cho ra. 2 K xin lỗi. Cộng 3 O2. 3 O2. Tiếp theo là ý nghĩa của phản ứng oxy hóa khử. Các em thấy rằng các em tìm hiểu về sự cháy nhiên liệu. Một trong những cái lợi ích của phản ứng oxy hóa khử là việc cháy nhiên liệu. Ứng dụng rất là nhiều trong đời sống chúng ta để đun nấu thức ăn như là khí ga, là hỗn hợp khí gồm có propan và khí butan. Đây là hai cái chất khí này nó tạo thành một hỗn hợp khí ga. À, đốt cháy nhiên liệu và tỏa nhiệt, đó là một cái lợi ích của phản ứng oxy hóa khử. Ngoài ra còn phản ứng để tạo ra sự phóng tên lửa này kìa, hỗn hợp của hydro và oxy làm phản ứng nổ H2 cộng oxy tỷ lệ thích hợp gây ra phản ứng nổ, tạo lực đẩy mạnh. Đây tạo cuộn thoi này, người ta kêu mình lập cái phản ứng hóa học, phản ứng đốt cháy ga trong không khí và phản ứng nổ. Thì bây giờ mình cũng tương tự như phản ứng trên, mình chỉ cần biết là C3H8 cộng oxy thì cho ra CO2 cộng nước, hoặc là C4H10 cộng oxy cho ra CO2 cộng nước. Đây là phản ứng cháy. Các em cân bằng thôi, các em xác định sự thay đổi số và 6 và cân bằng phản ứng này thôi. Đấy không? Nó kêu là mình xác định vai trò các chất. Thì cái này là chất gì thôi? Chất khử oxy hóa. Tiếp tục hydro cộng oxy cho ra nước. Thì đây là chất khử, oxy là chất oxy hóa rồi. Đấy. Những cái hợp chất em viết cái dạng phân tử như thế này, các em có thể xác định số oxy hóa của nó là cộng 1. Thì carbon chỗ này sẽ là bao nhiêu? Cộng 8, chỗ này phải là trừ 8, thì trừ 8 phần 3. Lên đây là cộng 4, tăng lên thì nó là chất khử. 0 qua đây trừ 2, chất oxy hóa, tương tự ha. Cái này dễ rồi. Tiếp theo các em thấy là cái phản ứng quang hợp ở thực vật, sự quang hợp cây xanh để tạo tinh bột hoặc là tạo ra glucose. Như trường hợp này người ta sẽ biết phản ứng tạo ra glucose là đường đó các em. Chúng ta sẽ có là phản ứng này đã thải ra oxy ha, chỉ còn CO2 cộng nước thôi. Cho ra là glucose C6H12O6 oxy, là các em cân bằng phản ứng oxy hóa khử này ra. Nhờ có cái phản ứng này mà giảm thiểu khí CO2 và tạo ra khí oxy ha. Như là quá trình luyện kim, luyện kim là từ những cái mỏ vặn người ta phải dùng những chất khử như hydro, CO, hydro hoặc là nhôm để người ta khử những oxit kim loại, ví dụ như là Fe3O4 hoặc là COO vân vân, rất là nhiều để người ta sẽ tạo ra kim loại và luyện gang thép. Ví dụ như người ta dùng khí CO carbon monoxide khử cái iron 3 oxit này ở nhiệt độ cao là phương trình và cân bằng. Các em viết ra thôi.
chúng ta có Fe2O3 cộng với CO là chất khử rồi này, cho ra sắt cộng CO2, đúng không? Rồi bây giờ mình xác định sự thay đổi số xóa này, cộng 3, 0, nên là cộng 2, cộng 4. Cái viết nhanh ở đây là sẽ là sắt cộng 3, ở đây sắt 0. Thì nó sẽ là giảm thì nó sẽ là gì? Giảm nó sẽ là gì các em? Nhận 3E. Giảm 3 thì nhận 3E. Còn tăng 3 thì nhận 3E. Carbon cộng 2 sẽ là carbon cộng 4, tăng thì sẽ là nhường. Tăng 2 thì nhường 2. Đấy. 2, 3, 6 thì 2 nhân vào. 3 nhân vào. Em điền vào thử coi. 2 này có rồi. 2 chỗ này thử coi. 3. Chỗ này phải là 3 thôi. Đếm thử đủ hay không? Đủ rồi ha. Đếm oxy thôi. 3 oxy này. 3 nó là 6 oxy. Cái này 2 nhân 3 là 6 oxy. Đại học là pin điện hóa cũng xảy ra quá trình oxy hóa khử. Pin á, pin dùng thông dụng hiện nay là pin kiềm. Thì thành phần chính của nó là kẽm và mangan dioxide, không? Và dung dịch potassium hydroxide. Đây là dung dịch nè, môi trường kiềm á. Kiểu oxy hóa khử trong môi trường kiềm. Nó sinh ra là kẽm oxit và manganese 3 oxit, rồi sau đó sinh ra dòng điện trong pin. Bây giờ chúng ta hãy viết cái phần thử này. Chúng ta có kẽm cộng với Mn, ở đây là magnesium dioxide nha, MnO2, trong môi trường kiềm là OH trừ, môi trường kiềm à, thì cho ra là minus 3 được em, thì là Mn2O3 à. Mn2O3 cộng với gì tạo sản phẩm là ít oxit chỗ này, ít NO. Rồi sau đó mình cân bằng cái phần này thôi. Lập phương trình hóa học của phản ứng sinh ra dòng điện trong pin à, khi mà kẽm tác dụng với manganese dioxide. Chúng ta xác định sự thay đổi là 0, nghĩa là cộng 2, mangan này là trừ 2 thì là mangan này cộng 4, trừ 2 thì mangan này cộng 3. Vậy là yes 0, nó sẽ là nhường 2E, cho ra YN cộng 2. Về sau này làm trắc nghiệm gì đó thì mình viết chú trừ bên này đi cho dễ, còn phóng ở đây thì thường thường chúng ta làm trắc nghiệm tự luận thì chúng ta viết cái này cho đúng quy tắc. Mn cộng 4 sẽ nhận qua đây là Mn cộng 3, đúng không? Hay nhận mấy? Nhận 1 thôi. Cái này 2 đưa đây đủ luôn rồi. Được chưa? Vậy là chúng ta cần ghi nhớ cái phản ứng oxy hóa khử quan trọng gắn liền với cuộc sống như là sự cháy của than, là carbon, củi, sự cháy của xăng, dầu, khí đốt trong cái động cơ đốt trong, quá trình điện phân, đó là những cái phản ứng có lợi phục vụ cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên phản ứng oxy hóa khử cũng có hại đó nha, trong những trường hợp là nó tạo ra những cái gỉ, những cái chất gỉ trên bề mặt kim loại, những cái vật mà những cái đồ dùng làm bằng kim loại như gang thép thì nó sẽ bị oxy hóa bởi oxy trong không khí, do đó nó sẽ tạo ra một lớp gỉ ha. Đấy, các em có thể đọc thêm phần này nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài học này. Ở video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập trong sách này nhé. Thì cảm ơn các em theo dõi video này. Thân mến chào các em.